Đây. Suwatsu thì nói về Suwatsu thì tạm thời nhá. Tạm thời nhá. Tạm thời đây. Đây nó là cái set của nó đây. Một cái hũ kem dưỡng. Một cái chai serum. Ok chưa cả nhà? Và thêm một cái chai này là cái chai nước toner luôn. Cái set này á thì mọi người cho trên like của nó đấy. Cái set này của nó giá của nó là 25 đồng nhá cả nhà nhá. 25 đồng vừa có chai toner, vừa có serum mà vừa có kem dưỡng luôn nhá cả nhà nhá. Cái set này nó là cái phiên bản mới rồi nhá cả nhà nhá. Phiên bản mới người ta nói về sâm tố nữ. Uống cho phụ nữ tuyệt vời lắm hà. À, cái sâm tố nữ đấy hình như là của Việt Nam đúng không? Em nghe thấy nói cái gì tố nữ ở Việt Nam đấy. Cái gì tố nữ gì đấy em chỉ nghe vậy thôi. Em thấy đấy, có nhiều chị em mình ấy cứ hay hỏi là những cái kem mà của Hàn người ta bán ấy, thật sự người ta cứ người ta chạy quảng cáo ở trên Facebook ấy, cứ bán ở trên Facebook như vậy đấy. Mở lên cái là nó chạy tự chạy vào. Nhưng mà thật ra mà nói hà hỏi công ty không có ai có hết. Mà mấy chị cứ bảo với em là người ta nói là gọi là của Hàn. Nhưng mà đúng rồi, người ta nói là của Hàn đấy. Nhưng mà em hỏi bên em thì không có, người ta không có biết cái đấy luôn. Mà nó chạy mở Facebook ra là nó chạy vô rồi. Đấy, nói vậy đấy. Cái này là cùng có 3 bước luôn nhé cả nhà nhé. 3 bước luôn, cho nên là ai nói gì ấy thì nói thật luôn với cả nhà mình luôn ấy. Cái đấy là cái chuyện của người ta nói. Còn Hà đi kiếm thì kiếm không ra rồi đó. Cho nên là thôi chịu thôi. Không biết là sau này thì nó như thế nào, nhưng mà trước mắt là kiếm không ra. Đấy vậy đấy. Đấy. Mà Hà cứ nói là em hỏi rồi bên công ty không có. Mà người cứ nói đấy là của Hàn Quốc đấy, Hàn Quốc đấy. Nhưng mà thật sự kiếm không ra. Mà nó nhảy vào trong Facebook ấy, mở lên Facebook lên là có nhá cả nhà nhá. Mở Facebook lên là có. Đấy. 25 đồng set này. Còn cái này á, thì nó là kem mắt nhá. Đấy. À, vậy ghi cho chị thêm một hộp sâm đỏ. Ok nhá. Ok chị. Còn cái này á, nó là kem mắt nha cả nhà nhá. Kem mắt của Suwatsu. Còn cái này nó là kem dưỡng của Suwatsu luôn nhá cả nhà nhá. Cái này nó là cái kem dưỡng. Cái kem dưỡng này á, thì nó là nâng cơ da, làm săn chắc da. Còn cái dòng này á, chống lão hóa da kem sâm thì nó là 15 đồng một hộp. Mọi người lấy hai hộp, giá của nó là 25 đồng nha cả nhà nhá. Còn cái nem này thì chỉ có 10 đồng một hũ thôi, mà được cái hũ này nó tới 15 ml. Còn cái hũ này nó chỉ có 10 ml thôi nha cả nhà nhá. Nếu mà mọi người nào hỏi Hà, nếu mà nói để mua một cái set kem sâm này á, một cái set mà cái hũ kem 60 ml ấy, thì mọi người biết mọi người phải trả cái giá của nó ít nhất là phải 150 nha cả nhà nhá. Còn mọi người mua hũ như thế này rất là rẻ, cho nên là không cần phải mua set để làm gì. Thật nói thật luôn, không cần mua những cái set lớn để làm gì. Cứ như thế này 10 ml này mua 6 hũ này cũng có bao nhiêu tiền đâu, đúng không? Xài còn lợi chán luôn. Còn nếu không nữa thì mọi người như thế này, với trong cái set keo, cái set sâm ấy, người ta cũng chỉ có những ba cái thành phần này thôi, tức là cái này, cái này, cái này, cái serum nước hoa hồng, serum sữa kem dưỡng đều có hết rồi. Mọi người cứ mua cho Hà, thí dụ như là 20 mấy đồng, mọi người cứ mua bao nhiêu set chăng nữa, mọi người cứ nhân nó lên, nó vẫn lợi hơn là nguyên một cái set bự. Mà những cái như thế này mọi người xài hết dục, mang đi đâu xài dễ xài luôn đấy, đơn giản lắm, không chán. Mọi người cứ trải nghiệm nó mấy set đi, xong qua set khác cũng được luôn. Còn mua một cái set kia thì mọi người phải xài hết một cái set, còn mua như thế này vẫn lợi. Nói thấy không? Quá rẻ luôn. Nếu mà mọi người mua, bà chị mà nói chai serum thì nó được bao nhiêu, nó cũng chỉ được có mấy chục mil thôi. Cái kem sâm này nó cũng được mấy chục mil một cái thôi. Nếu mà mua dồn nó vào thì nó cũng vẫn nhiều lắm, lời lắm luôn ấy. Lời lắm. Cho nên là tính gì thì tính chứ. Khi mà nó đã có những cái set này á, thì mọi người nên sử dụng những cái set như thế này, những cái set mini như thế này. Mình vừa được trải nghiệm hết cả một cái dòng của nó, mà mình lại vừa được rất là lời luôn. Vừa rất là lời luôn.
tiện cho mình nữa, được trải nghiệm hết tất tật luôn. Đấy, cho em xem hu. Hu gì? Hu của chị có bao nhiêu cái hu luôn. Tại vì những cái này nó là chị có những cái mini này cho em coi thôi. Hu ấy thì nó gồm có hu đỏ, hu vàng, hu trắng, từ serum cho tới hu tím, hu cho tới các kiểu hu đó. Mà mỗi một cái nó đều là nó khác nhau từng cái dòng của nó hết. Serum này rồi phấn cushion này rồi kem dưỡng này rồi các kiểu hết. Cho nên là đấy, em phải biết là em xài cái nào, em cần cái nào cơ mới được được. Còn không mà nói không ấy thì người ta có luôn cả một cái cuốn sách như thế này. Mà nó có cả luôn một cái cuốn sách như thế này thì em biết ở đấy là nó như thế nào, nó nhiều như thế nào, làm sao mà giới thiệu hết được. Đây, cho em coi trong cái dòng hu nhé. Chỉ là hu thôi nhé. Hu thôi, bắt đầu tính này. Hu thôi nhá, bắt đầu tính này. Từ nhá. Đây là ô hu rồi đúng không? Đây là ô hu rồi, sang tới hu này. Hu này. Từ tới hu tím này, dòng hoàn lưu cao trẻ hóa 10 năm tuổi này. Đó, sang tới hoa hiên tái sinh cho tới hoa jun luôn này. Hu vàng này, hu trắng này. Đó, đây. Đó, hu không ấy mà nó là bao nhiêu trang như thế này rồi. Em biết rồi đấy, nhiều lắm. Mình phải biết là cái nào cơ, em thấy người ta xài đẹp nên em muốn biết. Đúng rồi, cô ơi, sản phẩm của Toridon cô cho con xem nhá. Đây, Toridon thì cô hiện thời bây giờ đang có hai cái dòng này thôi. Kem thì cô không có rồi đấy. Cô chỉ có Toridon của cái dòng